Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc hộp nhạc đến từ Real của nhạc sĩ, bản kỷ niệm của nhạc sĩ Tchaikovsky. Đây, giấy tờ. Mình sẽ đặt vào đây. Mặt đồng của nhà soạn nhạc Tchaikovsky. Có cả chữ ký. Mình sẽ lên cót. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức.